Con về rồi. Mẹ ơi, con đã về rồi nè. Mấy cô không chịu tin lời của con á. Cái thằng cha bán hạt nó lừa đảo là chắc luôn. Người gì đâu mà kỳ lạ. Mấy cái hạt đó không chừng gieo lên lại ra ma túy nữa đó. Mấy cô nó mê quá cho nên không biết là mình bị lừa rồi. Cái gì đây? Mấy cô, cả mẹ nữa. Mấy cô, mẹ, mẹ, mọi người ơi. Giường sâu. Cái gì đây? Giống như có kinh quá vậy. Có gì mà kinh chứ. Mấy cô, mẹ ơi, cái này. Mấy cô, mấy cô. Ờ, anh hai à? Là anh đi. Có việc gì để sao hãy đấu có được không? Bây giờ chúng ta phải phải đấu cái cây ma quỷ này ngay lập tức. Chờ anh một chút nha. Anh đi lấy dầu quả. Tôi muốn ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt. Công nhận màu lớn ghê. Mới ăn tới hai người lận mà đúng không? Làm tốt lắm. Hôm nay ăn nhiều quá trời luôn. Đúng vậy đó. Trang blog của bản thân. Mà nói mới nhớ, gần đây cô có gì mới mẻ không? Vẫn bình thường mà. Nãy giờ mình quên chụp hình. Đó là gì vậy? Cậu không biết sao? Cái này để tự sướng đó. Làm vậy nè, có thể chụp từ xa. Cười lên đi, đừng chụp nha. Được rồi. Để chụp bánh kem nữa. Sao cậu chụp như vậy? Cậu thích chụp đồ ăn lắm hả? Mình sẽ đăng lên trang blog hay Twitter mà. Thú vị lắm đó. Vậy sao? Nhắc tới mới nhớ, mấy bữa trước mình thấy trên blog có người có họ tên giống mình hoàn toàn luôn. Rồi còn than thở trên đó là bị điểm không bài kiểm tra nữa chứ. Người ta mà tưởng làm đó là mình thì hơi bực luôn á. Vậy cũng đúng ha. Gì mà thờ ơ vậy? Hay cậu cũng thử tìm trên Google tên mình coi, không chừng sẽ tìm được mấy đứa kỳ dị trùng tên với cậu luôn đó.
Chết rồi, mãi nói chuyện không để ý coi đồng hồ. Gặp lại cậu sau nha. Cậu đi đường cẩn thận nha. Xin lỗi nha, coi chừng xe cổ đó. Gặp lại cậu sau, tạm biệt. Đang nói chuyện hay. Cùng họ cùng tên sao? Tìm thấy rồi, trong lớp cá nhân Kano Emiko có tên họ y hệt mình luôn. Cô ta viết nhật ký yêu đương gì đó, chắc chắn đang cố gắng theo đuổi anh chàng nào. Hai tháng ba 2015, từ hôm nay mình sẽ mạnh dạn tấn công người mà mình thầm thích lâu nay. Ngày 16 tháng 3 năm 2015, cuối cùng chúng mình cũng quen nhau. Ngày 24 tháng 3 là ngày hôm qua mà. Thật trùng hợp, trong lúc mình đang ngồi ở nhà ăn bánh kem với Chia, cô ấy tỏ tình với anh ta và thành đôi luôn. Cô gái xa lạ cùng họ cùng tên với tôi ơi, chắc cô hạnh phúc lắm. Chúc mừng. Cô ta vừa đăng bài mới. Từ giờ trở đi sẽ xử lý đứa ngán đường mình sao? Chẳng hiểu cái gì hết. Không lẽ hạnh phúc quá rồi nên đầu óc lú lẫn không suy nghĩ như bình thường được sao Emiko? Hình như có người tới. Mình biết rồi. Gì vậy? Sao lại vậy? Emiko, Emiko, alo. Đừng lại đây. Cậu ổn chứ? Có chuyện gì vậy? Emiko có sao không? Emiko. Cô là ai hả? Trên đời này vẫn còn một Kano Emiko, và mày chính là đồ thừa. Sao? Phải là mình lo gần chết nên chạy tới đây nè. Xin lỗi, đang nói chuyện với cậu thì mình ngủ quên mất. Cậu thiệt tình là mình lo muốn chết luôn đó. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Cậu thật sự không sao chứ? Mình rất là khỏe mạnh. Cậu chạy tới đây mệt lắm đúng không? Lần sau đừng có ngủ quên nha. Siêu đáng sợ, chương trình khám phá địa điểm trung trận cùng Idol.
chẳng có sống tí nào. Chỗ này là núi mà, lấy đâu ra sống chứ. Thôi kệ, miễn có em là được rồi. Chica à, quay xong phim hôm nay mình đi khách sạn nha. Nghe nè, em chỉ cần vào đó ăn cơm với anh sẽ không làm gì em đâu. Nếu em không đồng ý, hiểu không? Đừng từ chối anh mà. Mày quay hả? Dạ. Anh dặn em hôm nay phải giữ máy quay, không được dừng lại mà. Biết là vậy nhưng mày phải nói một tiếng chứ. Em xin lỗi. Cái đồ ngu ngốc. Nhưng mà trễ rồi đó anh. Chica, bắt đầu quay được rồi. Chưa tới đủ mà. Thì mọi người chưa có mặt đầy đủ, nhưng mình cứ quay trước thôi, muộn quá rồi. Sau này nói cảnh là được. Địa điểm quay hôm nay đáng sợ lắm đó. Có khi còn quay được má không chừng. Nên phải quay liên tục. Dạ. Cậu cũng coi có cảnh nào đáng nghi thì nhớ phải quay lại đàng hoàng. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu từ giới thiệu chương trình. Dạ. Rồi nhớ diễn sâu vào nha. Quay cho cẩn thận. Dạ. Xin lỗi anh. Dục cô vẫn chưa tới có đúng không anh? Liên lạc nãy giờ không được. Cậu có gọi được không? Chỗ này sống yếu quá cho nên không gọi được cho cô ấy. Vậy cậu cầm bộ đàm của tôi nè. Dạ. Có gì thì cứ liên lạc bằng bộ đàm biết chưa? Dạ biết rồi. Được rồi, chị Ca bắt đầu giới thiệu chương trình đi em. Để chút. Đây là tên của chương trình nè. Em nhớ kỹ chưa? Rồi, bắt đầu quay nào. Fukaya à, hôm nay cậu phụ trách cầm máy quay cho tôi nha. Nhớ quay cẩn thận. Dạ. Vậy chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay nha. Chị Ca diễn cho tốt vào. Tất cả chuẩn bị. Diễn. Chào mừng các bạn tới chương trình thực tế khám phá nơi rùng rợn cùng idol. Dân, cảm ơn MC xinh đẹp Chica rất nhiều. Thật ra thì hôm nay chúng ta đang ở một khu rừng thuộc vùng Kanto. Và ở đây có một nơi bỏ quan. Có rất nhiều lời đồn đại rằng nơi này thường hay xuất hiện những hồn ma. Hả? Anh nói thiệt hả? Chúng ta sẽ tới đó sao? Đúng vậy. Vì lý do đó nên chúng ta hãy đi kiểm chứng nào. Can đảm lên, chúng ta sẽ cùng nhau ghi lại những thứ phim đáng giá. Dạ. Em sẽ cố gắng. Đi nào. Em diễn tốt lắm. Cứ tiếp tục như vậy nha. Đợi một chút, anh Natsume. Hả? Cô Yoko đã tới rồi. Yoko à, trễ 30 phút rồi đó. Cô ta lúc nào cũng chậm chạp. Em nhanh hơn không được sao? Anh chỉ sợ trời tối sẽ không thể quay. Anh chờ lâu hơn cũng được. Nhưng Chica thì khác, cô ấy đã tới từ sớm. Em cũng nên nói tiếng xin lỗi đi chứ. Thật sự xin lỗi. Được rồi, giờ hãy chia thành hai nhóm để quay. Cậu lại đây. Dạ. Con nhỏ đó bị gì vậy? Em không biết nữa. Nhìn như người mất hồn. Chica bình thường nên chắc không sao đâu. Cậu đi chung với Chica đi. Dạ. Anh với Yoko sẽ đi cùng. Chẳng biết có được gì không. Quyết định vậy đi ha. Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu. Giờ mình sẽ chia ra. Anh với Oto và Yoko cùng một nhóm. Còn Fukuya đi với Chica. Rồi mau lên đường thôi. Có gì nhớ liên lạc. Dạ. 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 Được rồi, mau xuất phát thôi mọi người. Được rồi, nè Chica, giờ thì hai anh em mình sẽ cùng nhau khám phá mảnh đất thần bí này nha. Cùng quay những thước phim thật là đẹp ha. Vô chỗ à, chúng ta cũng đi thôi. Đi hướng bên kia kìa. Em có sao không Vô cô? Hơi. Trong ngọn núi này có một khu bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Nghe nói nhiều cô gái đã tự sát ở đó lắm. Mà không biết lý do gì hết. Em nghĩ sao hả Vô cô? Nói anh nghe thử đi. Em muốn nhìn thấy họ. Hả? Những linh hồn đó đó. Chờ một chút đã nào. Cái gì đây? Em nói gì vậy?
Mà nè, cho anh hỏi cái này, rốt cuộc em có biết diễn xuất là gì không hả? Khi ghi hình thấy chương trình đáng sợ như vậy thì em phải giả bộ sợ hãi tột độ thì mới có thể chiếu cho người ta coi được chứ. Với lại không phải anh dọa em đâu, nhưng mà chỗ chúng ta sắp đi là hiện trường tự sát, nên em mà không cho khán giả thấy mình sợ hãi thì chiếu lên ai coi? Em xin lỗi. Thiệt tình. Thật ra trong núi này đi, hai người bị sao vậy? À, vừa rồi anh thấy da em có cái gì lạ lắm đó. Chỗ em có đó. Chỗ này thì đầy mấy thứ đó, có gì lạ đâu. Hả? Hả? Em nói đúng. Chắc vậy. Nhưng mà thôi, nói chung là khán giả coi cái này có thể tìm cảm giác sợ hãi, cho nên xuất hiện thì càng tốt mà. Dạ. Gì vậy ta? Có quay được không? Cái cảnh hồi nãy đó. Vô cô à, đi chậm thôi, sắp tới rồi, hãy diễn cho thật tốt. Dạ. Đây là nơi đã xảy ra những vụ tự tử đúng không hả? Yoko à, em có sợ không? Có nhiều lắm. Ở đây. Nhiều lắm là sao? Nhiều sao? Em đợi anh một chút nha Yoko. Cái gì? Anh ơi. Chuyện gì? Nghe gì chưa? Nghe cái gì? Dạ, điện thoại của em bắt được sóng. Sau đó thì ông quản lý của văn phòng có gọi điện tới, nhưng mà ông ta lại nói là Yoko đã tự sát hôm nay, cho nên quỷ quay phim kêu chúng ta về công ty. Cổ ở đây mà. Em cũng không hiểu, nhưng mà ông mới báo như vậy đó. Có nhầm không? Làm sao mà em biết được? Bây giờ em với Chika đi qua chỗ của anh có được không? Có chuyện gì vậy anh? Anh cũng chẳng biết, nhưng mà ô tô nó mới gọi thông báo cho anh một tin tức giật gân, không biết là có thật không. Có chuyện gì anh cũng không hiểu rõ lắm, nhưng mà giờ tạm thời chúng ta phải ngừng quay phim, mình phải chờ nó qua rồi mới tính tiếp được. Mình quay lại sau anh. Thì chúng ta tạm nghỉ một chút. Em nghĩ không nên quay lại thì sẽ tốt hơn. Hả? Nói thiệt đó. Vậy đi vậy. Vậy cứ quay tiếp đi nha. Vô cô nè, em rốt cuộc thì cho dù nói đây là khu tâm linh, nhưng cũng đâu có nghĩa là lúc nào cũng quay được ma đâu ha. Thôi mình cứ đại khái thôi. Cũng muộn rồi, quay nhanh đi rồi về. Ở lâu lát không thấy đường xuống. Em thấy đường mà, anh không cần lo lắng đâu. Ở đây có rất nhiều đó. Em muốn nhìn thấy họ một lần. Anh hãy thử nhìn đi, ở bên kia. Ở bên đó. Thật tình, đạo diễn với quay phim mà nhát gan quá.
Hai người bị cái gì vậy hả? Yêu cô à? Yêu cô à? Máu, máu. Anh sợ lắm sao đạo diễn? Không. Anh đang cặp bồ với chị ca phải không? Không, 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 không có đâu. Có vợ rồi còn dám làm vậy là không được đâu. Không. Nghe sao? Nói anh với chị ca còn đi khách sạn nữa. Chị ca chính là bạn thân của em đó. Hả? Để em một chút nghe cho cô. Alo. Anh ơi, tự nhiên em cảm thấy không khỏe, anh qua đây đi. Không, không ổn rồi Yoko à. Đột nhiên Fukaya cảm thấy không được khỏe trong người. Nên thôi, mình quay lại tốt hơn đó. Hôm nay tạm dừng ở đây nha Yoko à. Ô tô à, đi thôi. Mau quay lại thôi. Nó bị gì vậy? Thiệt tình mà. Nó chết rồi, vậy là ma hiện hình hả? Ghê quá. Sợ muốn đứng tim luôn. Có chuyện gì vậy? Có sống rồi. Alo, tôi nghe. Có chuyện gì vậy? Đạo diễn Natsume phải không? Dạ, là tôi đây. Tôi là quản lý của cô Yoko. À, chào anh. Chuyện Ino Yoko đã tự sát vào sáng ngay đó. Có gì nhầm lẫn không? Cô đang ở đây mà. Dạ, đúng là có nhầm lẫn rồi đó. Thật sự xin lỗi anh. Thật như vậy sao? Hình như Fukaya hiểu lầm gì đó có đúng không? Dạ, là hiểu lầm. Chica mới đúng. Chica chết rồi. Sáng hôm nay, Chica đã tự tử đó anh. Chica đã không tới. Trường quay đúng không đạo diễn? Nghe đâu là cô ấy có mộng đó. Thực ra thì Chica đã chết rồi. Chica, hôm nay cậu ấy tới đây là để báo thù anh đó. Tôi chưa muốn chết. Mặc kệ mấy người đó đi. Mẹ ơi, quay, chờ tôi với. Cái anh coi phim này không được chút nào.